là thứ Bảy, 31 tháng 12, ngày cuối của năm 2011. Bản tin Hoa Thịnh Đốn chúng tôi chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình, mở đầu với bản tin phân tích thời sự. Kế đến là các phóng sự sinh hoạt cộng đồng và bài tìm hiểu về tài chánh. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin phân tích thời sự. Yekaterinburg nằm trong số 12 tiềm thủy đỉnh chiến lược của Nga bị cháy khi nằm ủ sửa chữa hôm 29 tháng 12, góp phần làm sức mẻ tham vọng khôi phục vị trí siêu cường của lãnh tụ Vladimir Putin. Tai nạn xảy ra tại hải quân công xưởng ở vùng Murmansk gần Na Uy do thợ hàn làm cháy, giàn giá lan tới phần vỏ tàu bọc cao su, giảm tiếng động và tránh bị phát hiện. Khói lan khắp thành phố nhưng không có lệnh di tản. Sau 9 tiếng đồng hồ với 100 lính cứu hỏa xịt nước từ trực thăng, tàu kéo và dìm một phần chiếc Yekaterinburg xuống nước mới tạm dập tắt được vào ngày 30 tháng 12. Bên trong tiềm thủy đỉnh không bị cháy. Tuy nhiên, 7 thủy thủ và 2 lính cứu hỏa vẫn được đưa tới bệnh viện vì bị ngạt. Hai lò phản ứng hạt nhân trên tàu đã khóa lại và tất cả vũ khí các loại đều được đưa lên bờ trước khi vào ụ. Yekaterinburg trọng tải 11.700 tấn, thủy thủ đoàn 140 người gia nhập hải quân từ năm 1985, hùng hậu nhất trong 12 chiếc thuộc lực lượng chiến lược. Lực lượng này được trang bị 160 hỏa tiễn, đạn đạo phóng đi từ dưới nước, mang theo 576 đầu đạn nguyên tử. Liên Xô có 480 tiềm thủy đỉnh hoạt động khắp thế giới, nhưng đã giảm số lượng sau khi bị tan rã vào năm 1991. Từ khi lên cầm quyền năm 2000, Tổng thống Vladimir Putin dồn nỗ lực khôi phục vị thế siêu cường đã khơi dậy niềm tự hào của dân Nga. Thế nhưng cố gắng làm chủ đại dương của Putin đã bị hạn chế khi tiềm thủy đỉnh Kursk bị nổ và chìm trong khi thao dượt trên biển Barents vào năm 2000, làm thiệt mạng 118 thủy thủ. Tai nạn năm 2008 làm chết 20 người và bị thương 21 thủy thủ khi hệ thống cứu hỏa trên tiềm thủy đỉnh Nepa bị xì hơi Freon. Hãng tin Interfax cho rằng thiệt hại do vụ cháy quá lớn, vì vậy chiếc Yekaterinburg cần phải phế thải, trong khi Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đặc trách kỹ nghệ quân sự cho biết sẽ sửa chữa và đưa nó vào sử dụng trong năm 2012. Tai nạn chiếc Yekaterinburg lại thêm lý do để dân Nga đòi chấm dứt thời đại Putin. Quay sang Pakistan, hôm 30 tháng 12, tối cao pháp viện xứ này quyết định thành lập ủy ban pháp lý để điều tra vụ bê bối liên quan đến giác thư do đại sứ Hossein Haqqani tại Hoa Kỳ gửi đến đô đốc Mike Mullen hồi tháng 5 năm nay. Giác thư yêu cầu chủ tịch ban tham mưu liên quân Mullen giúp trận đứng âm mưu đảo chánh của quân đội sau khi Hoa Kỳ bố rát và sát hại Osama bin Laden. Vụ bê bối này đã nổi lên vào tháng 10 do bài báo của doanh gia Mansour Ijaz gốc Pakistan đăng trên tờ Financial Times tiết lộ đại sứ Haqqani đã soạn thảo giác thư và bảo gửi đi, được Tổng thống Asif Ali Zardari đồng ý. Haqqani và Zardari bác bỏ, tuy nhiên đại sứ đã từ nhiệm. Cựu cố vấn an ninh quốc gia tướng James Jones làm trung gian giữa Ijaz và Mullen không tin Haqqani có liên quan đến giác thư. Quân đội Pakistan bác bỏ ý định đảo chánh mà lại rất tức giận về giác thư nên ủng hộ cuộc điều tra của tối cao pháp viện. Giới lãnh đạo quân sự và dân sự căng thẳng thường xuyên vì quân đội đã tiến hành hàng loạt vụ đảo chánh và cai trị phần lớn trong 64 năm độc lập của Pakistan. Ủy ban pháp lý có thời gian điều tra trong 4 tháng theo yêu cầu của một nhóm chính trị gia đối lập, kể cả cựu thủ tướng Nawaz Sharif. Vụ này sẽ chóng phai tàn vì dù cho Tổng thống Zardari có dính líu tới giác thư cũng được miễn khi còn tại chức. Trong trường hợp đàn hạc lại càng khó hơn vì đảng của Zardari chiếm đa số trong quốc hội. Như thế, phe đối lập chỉ có thể làm giảm uy tín của chính quyền để hợp tác hay thúc đẩy quân đội đảo chánh. Các vụ khủng bố gia tăng và căng thẳng ngoại giao với Hoa Kỳ làm thiệt hại đến nền kinh tế Pakistan nên quân đội cũng khó làm đảo chánh. Kế đến là chương trình phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse tại North Carolina do Bùi Văn Bằng ghi nhận. Đây là chương trình phúc âm hàng tuần
từ giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Charlotte, bang North Carolina. Chúng tôi là linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Kính chào cha. Kính chào anh chị. Phúc âm tuần này thuật lại một sự việc vô cùng tuyệt mỹ. Các mục đồng sau khi được thiên thần loan báo là có một đấng cứu thế vừa sinh ra ở trong máng cỏ hang lừa, thì các mục đồng đã vội vã đi đến nơi và nhìn thấy Thánh Giuse, mẹ Maria và hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, giống như lời thiên thần đã loan báo. Mục đồng là những người trai trẻ chăm sóc gia súc như chiên bò lừa ở ngoài đồng. Họ là những người đơn sơ chất phác sống ở vùng đồng quê. Thế nhưng họ đã được Thiên Chúa tỏ mình ra và được diễm phúc gặp gỡ đấng cứu thế trước tiên. Có thể các mục đồng không biết rõ ràng đấng cứu thế này là ai và sau này sẽ làm gì để cứu chuộc nhân loại. Có thể các mục đồng không biết là chính bản thân họ cũng sẽ phải làm gì. Nhưng mà cái tin vui ân cứu độ đã thôi thúc họ đến với Chúa Giêsu. Và khi họ đến gặp Chúa Giêsu thì cái niềm vui đó càng gia tăng lên. Mà Thánh Luca thuật lại rằng cái niềm vui đó nó gia tăng tới mức độ mà họ đem cái niềm vui đó chia sẻ cho người khác. Bởi cái niềm vui quá to lớn họ không thể giữ riêng cho mình được, mà họ đem đi chia sẻ với những người chung quanh mình. Đó là điều tuyệt diệu của hồng ân Thiên Chúa. Bởi vì các mục đồng không cần phải là một nhà giảng thuyết để có thể đem cái tin vui cứu độ đến cho người khác, mà các mục đồng đi loan báo cái tin vui đó bằng những cái lời lẽ đơn sơ và với tấm lòng chất phác. Và một chi tiết nữa mà Thánh Luca thuật lại rằng, đó là sau khi các mục đồng đi loan báo cái tin vui đó cho những người khác, thì các mục đồng đã quay trở về với Chúa Giêsu. Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất của đêm nay. Bởi vì các mục đồng đã biết quay trở về với cái nguồn mạch của niềm vui và nguồn mạch của hạnh phúc. Và có lẽ đó là một cái bài học quý báu cho mỗi người chúng ta. Cho dù chúng ta đang ở nơi đâu, đang sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta được mời gọi hãy quay trở về với Chúa Giêsu là chính nguồn mạch hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Chúng ta học được các bài học sau đây. Cái thứ nhất là hồng ân của Chúa tuôn đổ xuống trên tất cả mọi người chúng ta, không loại trừ một người nào. Dẫu chúng ta là ai, chúng ta đều có được cơ hội để đón nhận hồng ân của Chúa. Thứ hai, như các mục đồng, khi đã đón nhận được cái tin vui, đón nhận được hồng ân của Thiên Chúa, thì các mục đồng đã biết đem cái tin vui đó chia sẻ cho người khác. Những gì Chúa ban cho mình trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng biết chia sẻ với những người còn thiếu thốn. Thứ ba là chúng ta phải biết quay về nguồn, giống như các mục đồng sau khi đi loan báo tin vui, biết quay trở về nguồn mạch hạnh phúc là chính Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng ta cũng vậy, nếu như ai trong chúng ta đang lạc bước trên đường đời, thì hãy sớm quay trở về bên Chúa Giêsu để đón nhận ơn tha thứ và để cảm nhận được cuộc sống của mình một cách bình an hơn. Cha nói là tin vui mà thiên thần loan báo cho các mục đồng đã thôi thúc họ đến với Chúa Giêsu. Điều này nghe lạ và rất hấp dẫn. Xin cha có thể nói thêm một chút nữa về cái khía cạnh này không? Là khi mỗi người chúng ta nhận được cái tin vui ân cứu độ, chúng ta không có thể nào chỉ có giữ riêng cho mình mà thôi được. Chúng ta được thôi thúc để đem cái tin đó chia sẻ với người khác. Nếu chúng ta chỉ giữ cái tin vui ân cứu độ đó cho mình, là chúng ta đi ngược lại với cái bản chất của ân cứu độ. Bởi vì ơn của Chúa là vị tha, chứ không phải là vị kỷ. Có nghĩa là vì người khác và cho người khác, chứ không phải vì bản thân mình và cho bản thân mình mà thôi. Chính vì vậy mà khi chúng ta nhận được cái ơn của Chúa, thì ơn của Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta để mang cái tin đó đến cho người khác. Thưa cha, năm vừa rồi đó thì giáo phận Charlotte của chúng ta có cái chương trình mời gọi và chào đón những người công giáo đã xa nhà thờ nhiều năm và họ hãy trở về bên Chúa. Thưa cha, như vậy đó thì xin cha cho chúng con cũng như các anh chị đó biết là họ phải làm gì khi mà trở về, thưa cha nhỉ?
mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Thì tôi nghĩ cái cách tốt nhất là liên lạc với văn phòng giáo xứ để có được một cái thời gian nó riêng tư và nó nói chuyện trực tiếp với cha xứ, với tôi hoặc là cha xứ mà nơi đó các anh chị đang sinh sống. Tôi lúc nào cũng vậy, đang mong mỏi và chờ đón các anh chị đó trở về bên Chúa. Và cũng nhân dịp đầu năm mới là Tết Dương lịch, tôi xin kính chúc tất cả được muôn vàng hồng ân của Thiên Chúa. Vâng, chúng con cảm ơn cha. Chương trình Phúc Âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang mạng tại giáo xứ thánh giuse.net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số hình ảnh về cuộc triển lãm tranh Việt Nam Anh Hùng. Việt Tun triển lãm tranh Việt Nam Anh Hùng. Vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011, tại trường Đại học Cộng đồng Nova Community College thuộc thành phố Annandale, tiểu bang Virginia, nhóm Việt Tun đã tổ chức cuộc triển lãm và họp báo với chủ đề Việt Nam Anh Hùng, hơn 60 tác phẩm về các anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, An Dương Vương, được trưng bày trang trọng bên trong khuôn viên Ernst Community Cultural Center. Được biết, nhóm Việt Tun là những người yêu thích lịch sử Việt Nam, yêu thích các câu chuyện cổ tích, dân gian trong kho tàng văn học Việt Nam, yêu thích truyện tranh và hơn hết, yêu thích và quan tâm đến trẻ em Việt Nam. Họ gồm những chuyên gia trong ngành kỹ thuật, thiết kế và xây dựng web, những thầy cô giáo giảng dạy tiếng Việt và lịch sử Việt, và cả một số văn thi sĩ, họa sĩ. Họ đến với nhau vì có cùng mơ ước tha thiết, đó là tạo một bước đi mới trong việc sáng tác truyện dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam, khích lệ thế hệ trẻ tại hải ngoại lòng tự hào và niềm tin dành cho bản thân cũng như cho quê hương, nguồn cội. Vừa rồi là một số thông tin về sinh hoạt cộng đồng người Việt vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Đến đây, mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại. Sau đó, chương trình sẽ tiếp nối với bài tìm hiểu dịch vụ tài chánh First Financial Security Inc.